Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thông tin mới đây từ Reuters cho biết, mưa lớn do hoàn lưu bão Haikui tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc ngày thứ Bảy liên tiếp, khi các đám mây bão di chuyển chậm từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Quảng Tây, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp, giao thông tê liệt và nhiều người dân mắc kẹt. Ghi nhận tại huyện Bo Bai, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, mực nước lũ ghi nhận sâu nhất hơn 2 mét, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà thấp tầng. Lực lượng cứu hộ địa phương đã phải hoạt động không ngừng nghỉ để di tản người dân đến nơi an toàn. Nguyên nhân khiến Trung Quốc phải chịu sự tàn phá của mưa lũ suốt một tuần liền được lý giải, do bão Haikui trước đó đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, sau đó lại suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu còn sót lại của nó vẫn tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc. Ảnh hưởng của mưa lũ còn tác động đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, nơi mà được coi là một trong những siêu đô thị của Trung Quốc, rơi vào tình trạng ngập lụt nặng bởi trận mưa lớn nhất kể từ khi dữ liệu được bắt đầu ghi nhận vào năm 1952. Bên cạnh đó, khu vực Hồng Kông lân cận cũng hứng chịu cơn bão tồi tệ nhất trong 140 năm. Đợt mưa lũ Trung Quốc được dự báo vẫn sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc đang ngày càng trở nên dữ dội hơn. Đường đi của các cơn bão cũng đang ngày trở nên phức tạp và khó đoán hơn. Điều này cũng sẽ làm tăng nguy cơ thảm họa thiên tai, ngay cả với các thành phố ven biển như Thâm Quyến, nơi thường xuyên đối mặt với bão nhiệt đới và có khả năng phòng chống lũ lụt mạnh mẽ. Nhà khí hậu học tại Đại học California, Mỹ, Southern cho biết, các cơn bão di chuyển sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến các khu vực ít hứng chịu mưa lớn và gió mạnh, thường có khả năng phục hồi sau thảm họa kém hơn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng hơn. Theo chuyên gia sao, với trường hợp của thành phố Thâm Quyến, thảm họa chủ yếu là do sự chuyển động chậm về phía Tây của hoàn lưu bão Haikui và nó gần như đứng yên nhiều ngày liền, khiến gây ra hiệu ứng đoàn tàu. Kèm theo đó là lượng mưa và hậu quả vượt quá dự kiến. Theo lý giải của chuyên gia, hiệu ứng đoàn tàu để chỉ hiệu ứng tích lũy của nhiều hệ thống đám mây đối lưu đi qua một khu vực liên tiếp, dẫn đến sự tích tụ lượng mưa và làm tăng mạnh khả năng xảy ra mưa lớn hoặc thậm chí hiện tượng thời tiết cực đoan. Mới đây, trận mưa lớn nhất trong gần 140 năm qua đã tàn phá Hồng Kông nặng nề, biến khu vực này trở thành một mớ hỗn độn mà phải tốn một thời gian dài nữa mới khắc phục được hậu quả. Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Haikui, hiện tượng mưa xối xả đã trút xuống đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, gây ra lũ lụt trên diện rộng toàn khu vực đông đúc này. Hậu quả của mưa lũ đã biến Hồng Kông trở thành những con sông, nhấn chìm nhiều tuyến đường và ga tàu điện ngầm. Việc di chuyển của người dân trở nên gián đoạn và khó khăn hơn bao giờ hết. Theo thông tin từ các nhà chức trách Hồng Kông, mưa lớn bắt đầu trút xuống Hồng Kông từ tối 7 tháng 9. Chỉ sau vài giờ, lượng mưa ghi nhận được đã hơn 158mm, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1884. Theo Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cho biết, đây là trận mưa lớn nhất sau 140 năm tại khu vực này. Mưa lớn khiến các tuyến đường Hồng Kông ngập lụt, cảm tưởng người dân phải bơi thì mới có thể di chuyển được. Ảnh hưởng của mưa lớn còn khiến Hồng Kông xuất hiện nhiều hố tử thần, thậm chí những hố sâu này còn nuốt chửng cả xe hơi. Cũng theo thống kê của cơ quan y tế Hồng Kông, ít nhất đã có 110 người phải nhập viện do bị thương trong các vụ tai nạn do mưa lũ gây ra. Nhiều gian hàng của tiểu thương trên đường cũng bị nước lũ nhấn chìm. Trước những hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, giới chức Hồng Kông đã ban bố cảnh báo lũ quét tại nhiều địa phương. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cũng triển khai hoạt động tại nhiều nơi trong thành phố. Cùng đó, Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cũng cảnh báo người dân sống gần sông nên cảnh giác cao độ với thời tiết và có biện pháp cân nhắc nếu nhà bị ngập. Tổng thư ký hành chính Hồng Kông Trần Quốc Cơ gọi trận đại hồng thủy vừa qua tại khu vực là cơn bão trăm năm có một. Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, ngập lụt có thể khiến Hồng Kông thiệt hại ít nhất 100 triệu USD. Trước đó, trong trận bão Mangkhut năm 2018, Hồng Kông hứng chịu thiệt hại 470 triệu USD. Được biết, mưa lũ ở Hồng Kông xảy ra chỉ vài ngày sau khi thành phố hứng chịu bão Sao La, cơn bão mạnh nhất 5 năm qua. Sao La đổ bộ Hồng Kông đã khiến nhiều hoạt động trong thành phố bị đình trệ và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Chính quyền Hồng Kông cho biết 86 người bị thương do bão. Cập nhật tin bão mới nhất của China Daily ngày 5 tháng 9, đợt bão phía Nam Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Theo đó, bão Sao La và Haikui vừa qua đã gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất ở các tỉnh phía Nam và phía Đông Trung Quốc, khiến các địa phương này phải đặt trong tình trạng báo động cao. Bão Sao La đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông ngày 2 tháng 9
và bão Haikui đổ bộ vào các khu vực ven biển giữa tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến trong ngày 5 tháng 9. Trước đó, bão Haikui đã quét qua Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trong 10 ngày tiếp theo sau đó, sẽ có một cơn bão ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, việc bão chồng bão đã tàn phá các khu vực phía nam đất nước, trong đó tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Do ảnh hưởng của bão Haikui, tất cả các trường học ở Hà Môn, tỉnh Phúc Kiến đã đóng cửa trong ngày 4 tháng 9 và 5 tháng 9. Truyền thông Trung Quốc thông tin, bắt đầu từ 3 tháng 9, do ảnh hưởng của bão Haikui, Tập đoàn Đường sắt Quảng Đông dự kiến đình chỉ 391 chuyến tàu. Dự báo, tỉnh Quảng Đông sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn tới cuối tuần. Văn phòng Thượng Hải của Công ty Đường sắt Trung Quốc cũng đã đình chỉ hoạt động của 47 chuyến tàu chở khách đi qua Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang và Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông bắt đầu từ 4 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão Sao La, cuối tuần qua, thành phố La Định, tỉnh Quảng Đông ghi nhận mưa lớn, khiến nhiều ngôi nhà ngập đến tận tầng 2. Ô tô và cây cối bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng cứu hỏa đã dùng thuyền để sơ tán người mắc kẹt. Tờ tin tức Bắc Kinh thông tin ngày 3 tháng 9. Giới chức địa phương thông tin, tính đến ngày 2 tháng 9, 925.000 người đã được sơ tán ở tỉnh Quảng Đông và lũ lụt đã tàn phá 573 hecta hoa màu. Do ảnh hưởng của bão Haikui, mưa lớn dự kiến diễn ra ở miền Trung và phía Nam tỉnh Phúc Kiến. Những khu vực ghi nhận mưa lớn lần này từng hứng mưa lớn trước đó. Do đó, cơ quan thời tiết Trung Quốc phát cảnh báo về các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn. Dự báo, mưa lớn tiếp tục ở phía đông, nam Phúc Kiến và phía đông Quảng Đông tới ngày 7 tháng 9. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, trong mùa bão 2023, việc bão chồng bão không phải là điều hiếm thấy. Thống kê chỉ ra, từ năm 2000 đến năm 2022, có 62 lần ghi nhận 3 cơn bão cùng hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, trong đó xảy ra nhiều nhất vào tháng 8. Các chuyên gia thời tiết lưu ý, tháng 9 vẫn đang trong mùa bão nên không thể đánh giá thấp sức mạnh của những cơn bão mùa thu. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo người dân ở các khu vực ven biển theo dõi các dự báo bão và thông tin cảnh báo sớm về các cơn bão. Dự báo khí tượng Thủy văn Hải văn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%. Từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ trong nửa cuối tháng 8 năm 2023 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở Trung Bộ với cường độ giảm dần và không kéo dài. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 9 ở Đà Nẵng đến Bình Thuận ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 11 năm 2023, phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn. Bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông lốc sét, mưa đá có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Lũ quét, sạt lở đất, nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc. Trong tháng 9 năm 2023, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngoài khơi vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận và trên khu vực giữa Biển Đông, sóng cao khoảng 2-3 mét biển động. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới trong tháng 9 đến tháng 11 năm 2023. Nguy cơ cao gây sạt lở bờ sông, bờ biển. Bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!